Anh Khải, nếu anh muốn em hạnh phúc thì chính anh cũng phải hạnh phúc em mới yên tâm được. Em muốn anh học cách yêu rồi sau đó kết hôn. Lắm lúc em nghĩ cũng thấy thèm mấy đứa cháu. Để lúc nào em dỗi anh, em có lôi chúng nó ra cấu cho bõ ghét. Mấy đứa cháu cơ. Ừ, cứ để anh tính. Lại từ từ. Từ từ là khi nào? Anh phải xúc tiến luôn đi. Với cả người ta không chờ được anh lâu đâu. Vân, em đang làm gì vậy? Pha cà phê cho anh Khải à? Vâng. Ê! Bỏng bây giờ. Hay thật. Mà này, em không được uống cà phê đâu nhá. Vừa mất ngủ lại còn xấu da. Vân ơi, hay là anh cả em đi uống tà tưa với ăn xiên bẩn đi. Em không đi đâu. Sao? Ê, cái này chắc chắn em thích này. Em thích mút kẹo mút đúng không? Thích đúng không? Anh đi mua ngay. Em pha cà phê cho anh này. Ừ. Vân này. Dạ. Em thấy Bảo thế nào? Em thấy anh Bảo quan tâm em. Anh ấy cũng rất tốt nữa. Chỉ là em coi anh ấy như một người anh thôi. Có thể em vẫn chưa sẵn sàng. Theo kinh nghiệm của anh ấy. Anh mà cũng có kinh nghiệm á? Thì cũng có tí. Nói chung là mình cần trải nghiệm nhiều hơn, cởi mở hơn, cho người khác cơ hội cũng là cho mình cơ hội em ạ. Em cũng muốn như thế, nhưng em cần một chút thời gian. Thank you.